Sau khi mà hai chị là gửi cho cháu Lực là cái khoản là 9 triệu mua dây điện đấy, thì còn thêm là một số cái là nó phát sinh thêm, thí dụ như là tiền công trả cho thợ điện. Cảm giác là được kéo dây điện nhà mình thì có thích không ông? Có thích rồi. Có thích à? Không có từ gì diễn tả được ông nhỉ? Và cái số tiền còn dư của hai chị Nguyệt Thúy 10 triệu và 300 là 68.000. Thì cái khoản này thì hai chị sẽ bảo vệ. Mình xin mừng cảm ơn hai chị Nguyệt Thúy đã giúp đỡ hai ông cháu, với là cháu. Cái gì cũng giúp cho cái dây điện hôm nay thì tôi cũng nhờ anh em hỗ giúp kéo đến nhà rồi. Cắm thử cho các bác là xem là điện đã về tới nhà chưa các bác nhé. Đấy thưa các bác, bây giờ thì hiện tại là điện đã có ở nhà là hai ông cháu rồi các bác nhé. Xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Và một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, ở video trước thì các bác cũng theo dõi được rằng là nhà hai ông cháu thì cũng đã xin được giấy tờ là về kéo điện rồi. Và đến hôm nay thì lại tiếp tục được hàng xóm là vợ chồng của anh Phòng với lại vợ chồng của chú Toán, thêm là gia đình của Quyết nữa ra hộ ông Sò để mà kéo điện. Cháu Lực đếm sơ sơ thì cũng có độ là tầm 6 đến 7 người ra hộ ông của bác. Đến có vẻ như là hôm nay kéo điện là thời tiết không có ủng hộ mấy các bác ạ. Các bác nhìn thấy là ở bên kia thì có vẻ như là về mưa về khá là nhiều. Đấy, còn về cái đường điện của nhà ông thì ở video trước thì khi mà cháu Lực chia sẻ lên thì các bác cũng đã nhìn thấy được rằng là các chú đã lên và cháu Lực cũng đã gửi tiền công cho các chú rồi. Và điện nhà ông thì kéo ở tận phía cột này đi này các bác này. Từ đây đi thì cũng khá là xa đấy các bác. Đâu đó tầm độ là 6 đến 700 mét nữa. Đấy, và hôm nay cháu Lực đi xuống thì phải biết được rằng hàng xóm là hộ đấy các bác thì cũng có mua thêm là một số đồ nữa, nước với lại là thêm là hoa quả, còn là cái này là cái bảng điện này các bác này, nước hoa quả nữa để cho một tí nữa khi mà nghỉ ngơi thì sẽ ngồi và ăn uống một chút. Ở đây thì là được hàng xóm là ra giúp đỡ cho hai ông cháu là không đấy các bác, chứ không có tiền công đâu các bác nhá. Chú Toán thì có vẻ là leo khá là cao ấy. Sắp mưa đấy chú Toán ạ, à. Mưa ra bên kia kìa. Mưa phun rồi, nó mưa to rồi bây giờ nhé, chỉ mưa phun thôi. Chắc không cố to nữa. Đấy, vừa rồi đang làm thì là trời mưa của bác ạ. Các bác nhìn thấy đây, đường mọi cái thì là ướt hết này. Đây có vẻ như là thấy là trời mưa về khá là nhiều thôi các bác ạ. Ở đây thì cái cột thì đáng lẽ ra nếu mà có thêm kinh phí thì làm cái cột bằng cột sắt thì nó sẽ chắc chắn hơn. Nhưng mà cột sắt thì không có lựa chọn mấy, tại vì là nó dẫn điện rất là tốt. Đang làm thì là trời mưa mất rồi các bác. Ở đây thì là hôm ở video trước thì các bác theo dõi được rằng là Cháu Lực cùng với lại ông là đi khảo sát đường điện là định kéo ở phía bên dưới của bác đấy, nhưng mà sợ rằng là cái khi mà khảo sát xong ấy thì sợ rằng là cái cây to nó bị đổ, thành ra là không có dám kéo ở bên đây nữa, quyết định là kéo theo đường lớn bên này ra một tí nó vòng ra kia. Hiện tại thì là thời tiết là mưa khá là nhiều nên là chắc là Cháu Lực xin được phép là dừng ghi hình lại để một tí nữa tiếp tục là sau khi mà tạnh mưa thì làm thì tiếp tục là ghi hình sau của bác. Thời tiết mùa này thì phải nói là rất là khó chịu các bác ạ. Lúc nắng lúc mưa.
đang làm dở mà cũng nắng nên ra là phải dầm mưa để mà làm. Hôm nay Mạnh không lên đây à ông? Trời mưa nó không lên được. À, trời mưa nó không lên được à? Rồi, đây. Ông thì lên đây lâu chưa ông? Lâu rồi. À. Quá. Và em hủ kéo quá. Và có bao nhiêu người hộ ông? Chưa được đếm. 6-7 người nữa. Có một bác là ở bên kia là thả dây điện của bác ạ. Đây là phải đi theo dây điện này. Ở dưới kia là có bao nhiêu người đi xuống dưới rồi không? Một người thôi, dưới một người thôi à? À, thế là một tí là đi xuống nước này luôn đúng không ông? Đấy. Đấy, ông gửi một lời chào tới các bác nào. Chào các bác, các chị à. Có vẻ như là mưa, dính một chút mưa thành ra là như kiểu con gà ru đấy ông nhỉ? Đấy. Đấy, hôm nay thì là ông cũng đi giày, cháu Lực cũng đi giày. Hai đôi giày thì được là hai chị Nguyệt Thúy là người ta đang chuyến này rồi. Để mà đi trong lúc cháu Lực thì đi đi vào những hoàn cảnh khác. Còn với ông thì lúc mà ông đi làm. Ông là đi tận xuống dưới kéo hả ông? Vâng. Cái dây điện này thì hai ông cháu dùng thì rất là thoải mái thôi cô bác nhé. Sau khi mà hai chị là gửi cho cháu Lực là cái khoản là 9 triệu mua dây điện đấy, thì còn thêm là một số cái là nó phát sinh thêm, thí dụ như là tiền công trả cho thợ điện, và thí dụ như là tiền hôm nay là hàng xóm ra giúp thì cháu Lực là trích cái đấy ra để mà mua thức ăn thêm một chút và mua nước nôi. Đấy thì mình cũng thì không phải là đi không phải ông, không phải là đi lấy công. Ôi từ từ ông ơi, rồi ông ơi. Có vẻ như là nối nhau đi đấy ông nhờ. Dưới kia như là không kéo được không? Dưới không kéo. À đây kéo rồi ông, kéo rồi ông. Ông ở đấy đi ông, đấy, ông ở đấy ông kéo đi đi. Thì ông đi xa quá, lên trên này lại xa quá. Bây giờ thì để ông làm ở phía bên này thì có Lực xé lên trên xem các anh với lại các cô trên kia kiểu như thế nào của bác nhé. Và đây, anh Phong gửi một lời chào tới các bác này. Cháu chào các bà, chào cô chú anh chị ạ. Hôm nay là thế nào? Hôm nay là cả vợ chồng của anh với cả vợ chồng của chú Toán lên đây hết rồi anh? Đúng rồi. Buổi sáng còn trục trặc giấy tờ không kéo được ấy. Bây giờ buổi chiều thì cứ kéo, hộ nhau kéo. Vâng. Dưới kia thì đang có ông với lại là thêm là một anh đã xuống rồi. Anh nha, để cho em mượn cái mic một tí em ra bên này xem nào. Là các cô các chú bên này kéo. Thanh niên này đi đâu đây? Đi lấy. Anh Phong ơi, tí một tí mà mấy cô ngồi nghỉ thì anh lấy nước lại hoa quả cái ra nha anh nhá. Lúc nào ngồi nghỉ ấy. Dạ. Kim á? Kim cháu không lấy về rồi. Kim chắc nhà anh Phòng mới có thôi. Vâng. Đến đây là hết rồi à chú? Vâng. Tranh thủ nếu mà ngồi nghỉ thì uống nước thì ở kia nhá. Cô nhá, chị nhá. Ở xe, khát thì cứ lấy ra có cốc ở đấy hết rồi. Trời mưa không khát nữa hả? Nhưng mà một tí nữa là mệt thay chăn thích khát. Ủa, ở đây có con muối nhiều đấy nhỉ? Nhiều. Bác nhỉ? Nhiều lắm, cắn rồi đau lắm. Này nó vào trong rừng thì cho nên là có loại muối lên rất là nhiều. Thế hôm nay là đội thợ của mình là nghỉ một hôm hả chú Toán? Vâng, trời mưa. Trời mưa đằng nào cũng nghỉ. Vâng. Đi một buổi thôi, sáng nay làm à? Sáng nay là cô với chú làm. Làm một lúc rồi chú Phong mà là không đi, hôm nay không đi. Vâng. Ở đây thì cũng có vẻ như là có mấy hộ là ra bên kéo bên kia của bác ấy. Dây điện ở đây là cũng sắp thành một màng nhện rồi đấy. Đấy. Bây giờ thì chỉ có cách là kéo như thế này thôi chứ cũng không có cách nào để mà kéo thêm nữa. Tại vì là cái này là nó toàn đi vào trong rừng cả. Đây là đến đoạn nối rồi chú. Chú Toán này vừa đi là vừa cầm cả theo dây này đấy nhỉ. Dây này thì để buộc.
Cái quận 10.000 mà có ít ít đấy nhở? Quận này 10.000 đấy á? Vâng. Quận này mua ở trên xá là 10.000 đấy. Chị. Anh Phong ơi, khát nước thì ở kia ông, anh nhá. Cải đẹp vào thân máy cải cho nếu. Rồi chú thì là ở đây vừa thả dây điện xong lại vừa đập đập muối này. Con chó dài không? Con đâu phải à, nó cào rồi, cắt thì tuốc rồi. Báo sơ bản áp cho nó nha. Đặt chuẩn bị trường cho ba tổ thì để con hát tối. Thế ra đạt thì cái này một bắt đầu nó nè. Nó chỉ bắt tức đấy con nè. Con khai đạt không? Đây họ bắt em mua đặt dây ô. Giúp tôi gáo vẫn bị điện cho. Chưa chúa lắm rồi vậy. Để cái đá mi lên à. Cái đây nó lên tiếp chậu đấy. Ôi tiếng nó nè. Đấy kéo. Ôi chị cầm cả ni lông ra à? À đây, nhưng mà mưa ra kia rồi kìa. Tháng 3 à? Còn phải sự phật tới không đấy? Ông cầm mũ vào hiền chứ nhé. Áo mưa xin rồi để thính ấy là ra rồi đấy. Bây giờ thì có vẻ như là sẽ phải dầm mưa để làm rồi cô bác. Ra phía bên kia thì là mưa về mưa đang kéo về rất là to. Đây có vẻ như là không may mắn cho lắm. Ồ, tìm miên đúng rồi, ra tìm miên. À, kim đội đầu luôn à? Đỡ tìm miên đúng. Bây giờ thì mới kéo được đâu đó là gần được 100 mét thôi cô bác ạ, phía bên này ấy. Đây phải công nhận là cái thời tiết vào cái thời điểm này là rất là khó chịu cô bác ạ. Và lúc nắng lúc mưa, vừa rồi thì trong lúc mà đang làm đấy cô bác, mưa. Đấy, mưa còn bây giờ còn rất là nhiều những cái giọt mưa nó đọng lại ở trên lá cây sắn này này. Vừa mới tạnh thôi, thì lại tiếp tục là cái công việc của ngày hôm nay là giúp đỡ cho hai ông cháu. Ở dưới kia thì có anh Phòng là đang ở tận dưới kia là kéo rồi. Còn ông là ra đến phía bên này rồi cô bác. Ra phía bên này thì chắc là không phải trồng cột nhiều ông nhỉ, ra bên này ấy. Ra bên này là toàn mắc vào trên những cái cây để xuống rồi cô bác ạ. Rồi cứ mỗi người là ở một đoạn xong lại kéo. Ôi. Anh Phòng đang kéo ở dưới kia, thế là bị tuột ra một tí nữa thì cây lúa của anh là bị gáy hết lên. Ở trên này thì có các cô là đang hiện tại đang ở phía trên này là kéo của bác. Mà kéo thì một tí nữa là chú Toán là sẽ trèo lên cây xong là buộc lại. Như cái này thì nếu mà để mà trồng cột thôi bác nhá, trồng cột thì cũng khá là khó. Những cái cây thì có nhiều rồi, thế là tận dụng lại những cái cành cây để mà mình để. Này là một tí nhá, ông nhớ đừng bảo với các chú là để lỏng nhá ông nhá. Đừng để kéo căng ông nhá. Căng là lúc nào mà nó bị đổ cột đấy là nó bị đứt dây ấy. Để, nhưng mà nếu mà để mà đứt được hai cái dây này của bác này thì phải nói là một cái trọng lượng mà phải nói rất là lớn. Ở đây thì trong ấy là gồm có là có hình như là mỗi dây là có 6 cái dây đồng nhỏ này. Một dây thì nó sẽ tương là bằng gần cái đầu của nhỏ này của bác. Nhỏ hơn một tí sao ấy, nhỏ hơn một tí. Bây giờ đến qua rừng nhà anh Phòng đi chưa nhỉ? Ông nhỉ? Có đi rồi. Qua đi rồi á? Đến là mương dữ rồi. Vâng, đến tận mương à? Đây là có một là anh là tít người kéo xong là lấy gọi điện cho nhau các bác ạ. Đây, đường điện thì cũng đã cùng với ông là những chỗ này là đi sắn rồi, cho nên là chỉ cần chỉ cho anh là đi theo đường này thôi. Và khi mà đi thì là cũng đã phát rồi. Vừa rồi là đang mưa là ông là ở tại chỗ này luôn à? Vâng, chỗ này đâu có.
Ở đây thì cháu được nhìn thấy là có một loại cây này các bác này. Cái cây này thì có quả giống như cái quả quả hạt lựu ấy. Cái cây này thì người ta thu hoạch là dùng để đem đi xong rồi phơi khô hoặc là người ta ép lấy dầu. Rồi nào mới nào xem lấy này. Chắc là chưa đâu, chắc là đang kéo thôi. Ủa, bố xuống trúc bể ạ, nào đây à? Lúc gì được bố nào mê, xuống trúc khuôn đó chỗ. Xuống trúc khuôn à? Kéo lên rồi. Nguyên là đến tận đâu rồi dưới kia anh? Bố xáo rồi có bằng ma tứ rồi bè à? Thế để cháu là lên trên là xem là hết chưa ông nhá. Ông có đi không? Ra. Vâng. Hai ông cháu mới nhà lên trên xem là đã hết chưa. À, kéo lên rồi. Chắc là có khi là kéo hết rồi đấy. Ây da. Cái này kéo căng quá. Cảm giác là được kéo dây điện nhà mình thì có thích không ông? Có thích rồi. Có thích à? Không có từ gì diễn tả được ông nhỉ? Vâng. Hôm nay thì cũng được hàng xóm giá hộ hết rồi chứ ông? Vâng. Đấy, thứ nhất là được hai vợ chồng của chú Toán với lại là ông Phòng của bác ạ. Hơi vợ chồng thím, chú thím nữa. À, chú thím nữa à? Vâng. Tức là được kết đây. À, cả mẹ kết đây nhỉ. Có vẻ như là sắp đến trên kia rồi ông ạ. Ui, hết rồi. vừa kéo nhầm xuống một tí nữa là mà chị trên kia kéo nhanh quá không? Chú giót. Ủa, cái trên kia nữa ông ạ, xa phết đấy. Xa đấy. Xa lắm. Vậy mưa, vừa mới mưa khá là to cho nên là bây giờ đi theo cái khe này thì đã bị ướt hết người rồi. Còn rất là trơn nữa chứ. Ôi, điện thật ông nhá. Ông sẽ ngã đây đấy, ông lấy xuống để. Lấy ông ngã đây à? Chuyển một phát thì đến dưới. Cẩn thận đâu nha. Đấy. Xem là mấy chú trên kia đang bàn cái gì mà nhộn nhịp thế. Nào mấy gì nữa ta? men theo rừng vào rồi. Đường hôm qua ông cháu mình đi mở hình như là cũng lại lấp hết rồi. Lấp hết rồi. Lông quay. Đấy, thời tiết này thì đi những cái loại giày này thì cực kỳ là chứ thở tới bụng ăn à, tao có xuyên đứng đâu lúc điền chúng ăn nhỉ. Hết chưa bác? Hết rồi à? Thế nhưng mà giữa thì không có ai cầm điện thoại đấy. Thế là bây giờ là phải xuyên đồ cắm bao giờ xuyên ăn xuyên xuyên này đâu. Ồ. Và thì phải nó là ra cắm này một quần nữa. Vâng, mới 100m nữa thôi. Đấy. Ở trên đấy rơi cắm rồi nào.
Thưa các bác, vừa tạnh mưa được một lúc thì bây giờ lại tiếp tục là mưa rồi các bác này. Đây, các cô thì vừa là cũng kéo từ đoạn trên kia xuống, vừa rồi thì anh Phong cũng đã kéo dây điện là đến tận nhà của ông rồi các bác. Và hôm nay thì phải nói là các anh thợ với lại là mẹ của Quyết là ai cũng rất là nhiệt tình ra giúp đỡ các bác. Thời tiết như thế này mà còn ra giúp đỡ này. Mẹ Quyết là còn cầm theo cả cái ni lông để mà khi mà kéo điện là trời mưa quá là chú tạm. Tại bây giờ thì đâu đó là tầm độ là 500m nữa là sẽ kéo là đến nhà của bác ấy. À là sẽ là đến nhà của bác nhé. Bây giờ kéo dây điện thì kéo đến rồi, bây giờ là chỉ có gọi là đi để mà xem là những cái chỗ nào nó vướng thì chặt bất cành nó đi. Đấy, khu rừng này thì cũng là rừng của nhà anh Phòng cho nên là khi mà vướng cành nào thì là được chặt của bác ạ. Ở video trước thì cháu Lực cùng với ông đi sang hướng bên kia thì rừng người ta cho nên là không có được thoải mái mấy, cho nên là không quyết định là không kéo bên kia nữa. Hiện tại thì đang có vẻ như là mưa từ cả 3-4 phía về các bác ạ. Ở trên kia thì một phía này, và dưới này thì là một phía nữa. Thời tiết như thế này thì là ở dưới khu này rất là nắng nóng. Mưa này thì là mát nhưng mà lại không mát một chút nào cả. Nó ẩm, nó oi hơn. Toát hết cả mồ hôi đấy anh Phong nhỉ? Ôi như tắm này các bác ạ. Như kiểu tắm luôn. Cái này mồ hôi thôi nhá, không phải mưa đâu nhá. Đấy, các bác nhìn thấy là có một chút những cái hạt mưa mà nó rơi xuống này, vừa mồ hôi này, vừa hạt mưa nữa. Ông vừa đi là vừa cầm theo nước ông nhá. Tí đến đâu là khát là uống đến đấy. Công việc vất vả này thì là phải nói là đổ rất là mồ hôi cho nên là lượng nước khi mà bổ sung vào cơ thể thì cũng khá là nhiều. Ôi rồi. Chú Toán này đang buộc tít trên phía cành cây bên kia này. Cái quả này theo tiếng phổ thông là gọi là cái quả gì anh Phòng nhỉ? Hạt sở. Hạt sở à? À quả sở đúng không? Quả là sở. Gọi là. Cái này thì một cân là cũng được mười mấy nghìn đấy anh nhỉ? Không được đâu, tí cho năm thôi. Không được á? Năm kia là cân 15 nghìn. Vâng. Vâng. Này thì là nếu mà Trung Quốc thu mua thì là mới có nhiều. Đấy mới có giá, còn nếu mà bên Trung Quốc mà không thu mua nhá thì rất là rẻ. Đi kéo điện như hộ ấy nhỉ? Cô nhỉ? Và cái này thì bây giờ là phải chống thêm một cột nữa các bác ạ. Đấy, cũng mong rằng là sau khi mà chúng được chia sẻ cái video lên thì rất là mong là các bác sẽ không có chỉ trích về là kéo điện như thế. Ở đây thì hầu như là hoàn toàn là đa số là đều kéo như thế cả các bác ạ. Phải nếu mà để mà đi theo cái con đường như thế này thì cũng đi qua là những cái bụi che hết cả. Chú ạ, đừng kéo căng quá chú ạ, cho nó lỏng lỏng cũng được. Đúng rồi, lỏng quá thì nếu mà thiếu thì mình kéo thêm thì bổ sung thêm. Nó căng quá thì sau này nó bị cây nó rơi xuống hay là như thế nào nó sợ bị đứt đấy. Nó lại dập xuống hết rồi mà. Nếu căng như mấy ngày nó xuống hết. Ôi có vẻ như chặt cây của nhà anh Phòng hơi nhiều nhỉ? Nó chặt lắm. Hôm nào mình đi co đi vác nào thì vác đó. Thế là đi qua là mót về được một tí à? Anh đang đi qua
năm nay hơi phiền hành nhá, cả tinh thần cả vật chất nhá. Áo lóc quý ơi. Đấy, vừa đi là còn phải vừa bác thêm là cây cột nữa các bác ạ. Sợ rằng là đi đến chỗ nào là cần trồng ấy. Anh nhà chị đi tận đâu làm rồi chị? Ở nhà thôi mà. Ở nhà. Hôm nay có làm gì ở nhà không chị? Anh nhà chị ấy. Hôm nay không ở nhà. Vâng. À không ở nhà. Ừ. Chỉ cần là có, chỉ cần là ở nhà thôi. Cho nên chỉ cần là ở nhà thôi. Thì ai cũng từ đội thợ này với lại là vợ chồng của nhà Quyết ấy cô bác, vợ chồng bố mẹ của Quyết ấy là ai cũng có mặt đầy đủ để mà giúp đỡ. Đây, chú Toán thì phải nói là rất là cẩn thận cô bác ạ, là phát những cái cành mà ở phía đối diện là cành nào mà tre là chú đã chặt ra hết. Tuần nào không ạ? Vâng, mấy lô nó chỉ để chỉ bếp. Thì toàn anh ta sắc đầm phụ báo thèm nữa, mình không tớ đi với nó. Tù vang lên. Nào, hiền á. Ờ. Cái mùa này thì đi vào những cái khu rậm rạp này các bác này thì có rất là nhiều tổ ong. Vừa rồi thì các chị với lại cô thì có gặp một cái tổ ong khá là lớn, may mắn là không có bị đốt ai phát nào cả. Đi anh. Anh hôm nay xách hết đi treo đây nhỉ? Từ đấy thì tầm độ bao nhiêu cân anh? 4 cân, 5 cân. Ừ. Cái này là chắc là thửa ruộng anh Phòng là một cây nữa nhỉ anh nhỉ? Cái này là chắc là trống lên thôi. À. Đây, bây giờ thì lại tiếp tục là đến khu rừng của nhà anh Phòng tiếp rồi cô bác ạ. Ra phía đi xuyên cánh rừng bên kia thì nó sẽ là nó gần, quãng đường nó gần hơn các bác. Ra bên này thì nó xa hơn đấy, nhưng mà bên này thì là rừng của anh Phong cho nên là quyết định là chọn ra bên này để cho nó đơn được thoải mái hơn đấy. Dám lo vẫn chỉ nó mới kết nha. Này. Nó dám mẹ. Mẹ. Mẹ dám ạ. Đi chỉ học có thừa hay có nào? Thế thì. Ôi tự nhiên xa lãn nữa. Thì sao ạ? Thì sao ạ? Thì sao ạ? Phần đó nó tất lên mà bà. Cứ thử nung là bà. Phần đó thì sao? Phẩu tỏ là mà tốt bằng rúi lê. Hàng sao mà thử mong sao mà nó điện. Lê hết gắn khốn à? Chỗ là em bác không ạ? Đi chính nữa à? Mình nghĩ hả? Đi cày một vấn nung à? Ôi ô, đừng có một tốt ạ. Cái nhà cài. Nhưng các bạn nói chuyện rồi đấy, bằng nguyên nước ra có thử. Bộ qua ba phá rồi thằng chàng thấu cái là nó đi. Tay có bình nọc chứ, bình có ăn. Qua cho bà ai. Mẹ có nhà bị sáng mê là bà. Đi vì. Hay bây giờ thì đâu đó độ tầm là 3 đến 400 mét nữa các bác thì sẽ đến nhà của hai ông cháu, chỉ cần qua cái cánh rừng ở bên này thôi. Trong bây giờ thì một đội thì đi xuống dưới kia trước rồi, còn là một đội thì vẫn đang ở trên này. Mệt quá thì mấy anh em ngồi nghỉ ngơi và ngồi nói chuyện một chút để đứa mẹ chỉ tiếp tục là di chuyển đi. Mẹ mạnh đi đâu rồi Quyên?
Hả? À? Mày đâu rồi? Mày chưa rồi. Mày không chơi cùng Quyết à? Xin đi, xin đang xin đang mải ăn dưa hấu quá các bác ha. Ngày đi theo bố kéo điện là tóc là cũng ướt hết rồi. Dưới kia là kéo đến nhà chưa anh? Đến rồi. Vâng. Ngon không Quyết? Ngon. Ngon à? Ngon. Quyết là bố đến đâu là chạy theo đến đấy. Bông mía à? Mía cắn, heo. Ôi là chết à? Ôi là nó tập biết à? Bông mía nữa. Thưa các bác, ở tít là trên phía trên kia thì mấy chị với lại mấy cô đang hộ nhau là buộc cái dây điện lên trên cái thân cây. Và ở đây thì cũng đã thấy là kéo ra đến tận cũng đã ở đây rồi. Còn thế là ở dưới kia là xuống đến trận nhà rồi các bác. Ông thì hiện tại là đang ở dưới nhà kia để mà xem một chút. Đây, cái này thì hoàn toàn là kéo đi nhờ đất của nhà người ta thôi các bác. Chứ không nhà ông thì không có đất ở đây một tí nào cả. Đây cũng một phần là ông cũng sống hài hòa với lại là hàng xóm ở xung quanh nhà, cho nên là đi qua rừng nhà ai và đi qua đất của nhà ai thì người ta cũng đều là đi là cho qua hết cả. Hay hôm nay nếu mà để mà thuê kéo điện như này này cô bác này là ít nhất đâu đó là cũng phải đến tầm độ là 2 triệu tiền công. Cũng mất gọi là gần một ngày rồi, hiện tại thì đang là 4 giờ chiều rồi mà còn chưa kéo mới được, chỉ có được là một nửa thôi các bác. Kéo thì đã kéo đến nhà của hai ông cháu rồi đấy, nhưng mà tuy nhiên là chưa, ở trên kia là chưa có buộc, chưa có mắc lên là những cái cây cả. Dây điện là đợt này thì kéo cho hai ông cháu thì hầu như là dây điện là cũng không kém cạnh gì là hàng xóm cả, thậm chí là còn to hơn các bác ạ. Có người thì là dây điện người ta chỉ mua là tầm độ 10.000 một mét hay là 8.000 một mét thôi. Còn công việc của mấy anh em hôm nay đấy các bác thì phải là tạm gác lại rồi. Tại ra phía bên này thì có vẻ như là mấy anh đã chuẩn bị lên thu hồi một chút rồi cô bác này. Đấy, như ngôi nhà của hai ông cháu thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên thì cũng không có lạ gì với lại là các bác ở trên kênh nữa, rằng là cái mẫu nhà nó như thế nào rồi. Hiện tại thì là tất cả mọi cái thì đã hầu như là những cái bức tường của bác này đang chuẩn bị là đi vào là thu hồi hết rồi các bác nhé. Dây điện thì có vẻ như là còn ra đây là còn khá là nhiều các bác. Cái này thì một tí nữa khi mà kéo ra đến đây thì sẽ đấu lại thêm là bảng điện để là quấn gọn lại cái dây điện này một chút. Đấy, ngôi nhà thì đã lên là khá là cao rồi, còn là cái dây điện này cô bác nhá, dây điện vàng này thì cháu Lực sẽ tận dụng lại để mà đi ở trong nhà nha cô bác nhá. Ra chuẩn bị nấu cơm rồi không? Đây có phải là bà trẻ không ạ ông? Đây là bà. Đây là bà thứ hai à? Bà thứ hai xong rồi đến mới đến bà trẻ à? Ôi ông thì có vẻ như là ra đây cũng ướt hết cả người rồi ông nhỉ? Ông thì là món thuốc nào này là không có bỏ được mấy ông nhỉ? Mạnh đi đâu rồi ông?
quyết đi đâu chưa rồi? À, quyết ở trên kia. Quyết ở trên kia rồi. À. Thịnh đi mèo chó đi chơi. À, Thịnh cũng ở trên kia, chắc là cùng Giang rồi. Giang. Đấy, bây giờ thì cháu thông qua về cái số tiền mà hai chị là Nguyệt Thúy gửi cho ông nghe một chút cô bác nhé. Và cho tất cả các bác khán giả trên kênh là biết về cái khoản mà hai chị Nguyệt Thúy đã gửi cho cháu là bao nhiêu nhé ông nhé. Wow. Đấy, hôm qua thì cháu có nhận được là của hai chị Nguyệt Thúy là 25 triệu đồng. Đấy, và trong đó thì là có trả tiền dây điện là hết là 8 triệu là 400 nghìn. Và cộng thêm là 600 nghìn là tiền cước xe, là tổng hết là 9 triệu đồng. Và mua cho ông một cái tách nước là 4 triệu. Nhưng mà cái tách nước này thì lần sau là cháu được xé lấy vào ông nhá. Vâng. Thì là cháu cứ cộng vào đây đó. Và trả tiền cho em Mìn, là cái hôm mà em Mìn xuống với cháu Lực là hôm đầu tiên đó các bác, là 200 ngàn. Và mua hai cái thức thăng bằng cho anh em đội thợ là 200 ngàn. Và mua thức ăn cùng ăn với lại là thợ, là máy chú thợ điện đó các bác, là 200 nghìn. Và trả công thợ điện và những cái dây vật tư của các chú là hết là 740 nghìn. Và mua nước để mà kéo điện hôm nay là cả hoa quả nữa là hết là 200 ngàn. Và mua cái bảng điện và một cái cuộn băng dính đen là hết là 100 ngàn. Và cái số tiền còn dư của hai chị Nguyệt Thúy là 10 triệu 368 nghìn. Thì cái khoản này thì hai chị sẽ bảo với cháu là lúc nào mà hai chị là mua những cái vật dụng gì hay là để vào tiền quỹ thì lúc đấy là hai chị sẽ nói sau. Đấy, còn về cái tiền quỹ làm nhà của ông thì hiện tại là vẫn chưa có đủ đâu. Đấy, nhưng mà cháu rất là mong là bây giờ mới bước là hoàn thiện là nhiều rồi. Thì cháu rất là mong là sẽ được sự hỗ trợ của các bác, trợ duyên của các bác là gửi tới cho ông để cho hai ông cháu là hoàn thiện cái ngôi nhà. Đấy. Và ở đây thì bây giờ là cháu đang nợ ông là một cái tách ông nhá. Đấy, một cái tách là cháu sẽ mua. Ông thích là loại tách đứng hay là loại tách nằm xuống? Có tách nằm à? Vâng. Thế là cháu mua một cái loại tách nằm cho ông nhá, để đặt ở phía trên kia ông nhá. Vâng. Và thế là cái tách ở bên này là vẫn không di chuyển. Hai chị Nguyệt Thúy vẫn cho ông để chỗ này để sinh hoạt. Đấy. Vâng. Để ông giặt quần áo hay là ông làm gì đấy. Vâng. Đấy thì đấy là việc của ông. Còn hai chị sẽ mua cho ông thêm là một cái tách nữa, nhưng mà đợt này là cháu sẽ mua cái tách nằm cho ông nhá. Vâng. Đấy, cái tách nằm cho ông thì mình để lên trên cái chỗ mỏm đất ở trên kia kìa ông ạ. Vâng. Nên mình sẽ láng lại xong là để vào đấy để mà nước nó kéo đi xuống nhà vệ sinh cũng như là nước kéo đi xuống nhà. Vâng. Đấy, giờ cũng xin cảm ơn tới hai chị là Nguyệt Thúy rất là nhiều. Cảm ơn tấm lòng vàng của hai chị đã luôn luôn sẵn sàng là bớt một chút là chi tiêu của hai chị để mà hỗ trợ cho hai ông cháu có được một cái thành quả, có được một cái ước mơ như ngày hôm nay. Thì đó là công lao của hai chị rất là lớn. Ngoài hai chị Nguyệt Thúy ra thì có thêm là một số là Mạnh Thường Quân là đồng hành cùng để mà giúp đỡ cho ông. Đấy, nhưng mà về khoản chính thì là nếu mà như gọi là Mạnh Thường Quân chính trong gia đình ông là sẽ là hai chị là Nguyệt Thúy. Đấy. Và ông gửi một lời cảm ơn tới hai chị Nguyệt Thúy ông nhé. Vâng. Xin chúc mừng cảm ơn hai chị Nguyệt Thúy đã giúp đỡ hai ông cháu, hay với là cháu, cái gì cũng giúp cho cái dây điện hôm nay thì tôi cũng nhờ anh em hỗ giúp kéo đến nhà rồi. Mấy anh em mình chưa về đến thì em xin cảm ơn hai chị Nguyệt Thúy đã quan tâm đến hai ông cháu này. Tôi cũng là xin cảm ơn. Đấy, ông có bao giờ ông có bao giờ là có cái suy nghĩ rằng là mình sẽ có nhà mới không ông? Có, như mấy năm trước thì em không biết suy nghĩ có đâu nhà đâu. Vâng. Nhưng mà ông có nghĩ rằng là mình sẽ có duyên với lại các bác, hai ông cháu có duyên với lại Mạnh Thường Quân là giúp đỡ cho ông một cái ngôi nhà xây không? Có rồi, như là vâng. Anh Mạnh Thường Quân với là hai chị Nguyệt Thúy giúp đỡ ông với cháu được làm được nhà. Bây giờ mình sắp xong rồi, đến kéo đến nhà rồi. Tôi xin cảm ơn Mạnh Thường Quân với hai chị Nguyệt Thúy.
Đấy, còn những cái khoản nào mà các bác mạnh thường quân là chung để giúp đỡ ông thì cháu sẽ nêu tất cả những cái gió tên cho ông biết và tất cả các bác là cũng biết. Và có những khoản thì các bác là giúp đỡ riêng cho ông. Ví dụ như là khoản là kéo dây điện này, chẳng hạn là hai chị Nguyệt Thúy là giúp đỡ riêng cho ông. Đấy, sau này thì khi mà hoàn thiện ấy, nếu mà như có các bác hỗ trợ cho ông là một số đồ dùng điện tử ấy, thì ông còn có điện để mà ông dùng. Đấy, bây giờ thì mình không phải là dùng chung với lại là Nho Quyết nữa rồi ông ạ. Nhà Quyết thì ông cứ lên trên hỏi Nho Quyết là trong là 2 tháng vừa rồi là dùng hết bao nhiêu tiền điện, thì cháu sẽ trích cái tiền đấy ra để mà giả cái tiền đấy cho ông nhé. Vâng. Đấy. Còn về sau này, về sau này nữa là cái tiền điện này là sẽ đó là tự ông là tự đi đóng rồi đấy ông nhé. Vâng. Đấy, nếu như mà có các bác giúp thì là các bác giúp cho ông là 1-2 tháng chẳng hạn. Đấy, nhưng mà ngoài 1-2 tháng ra thì là ông sẽ phải là cố gắng hơn để mà đi ra ngoài kiếm được tiền, xong là lấy tiền về cũng như là sinh hoạt hai ông cháu này, đóng tiền điện mọi cái nữa. Vâng. Đấy, cháu cũng rất là mong sau khi mà hoàn thiện nhà của ông thì sẽ được là một số mạnh thường quân là ví dụ như giúp đỡ ông về gia súc gia cầm để cho ông ở nhà ông chăn thả. Vâng. Thì hàng năm hay là hàng tháng hay là hàng tuần thì ông có cái đồng ra đồng vào như thế. Đấy. Cháu cũng suy nghĩ là trước khi mà đi làm nhà cho ông ấy, mua một cái mảnh đất ở trên kia, ai ông cháu mình xem là mất là 60 triệu rồi. Vâng. 60 triệu, cái khoản đấy nếu mà để mà làm nhà thì nó phải rơi tầm độ vài trăm triệu nữa thì mới có được ngôi nhà cho ông. Vâng. Đấy, nhưng mà về cái kênh của cháu thì nó cũng, kênh nó nhỏ, thành ra là không thể mà kêu gọi được số tiền lớn như thế. Vâng. Đấy, cũng chỉ là kêu gọi đâu đó là số tiền tầm độ là 200 triệu quay đầu lại cho ông để mà cho ông làm một cái ngôi nhà thôi. Vâng. Đấy, những cái đôi giày như ông hiện tại này, giày của ông đang đi với lại của cháu đang đi này, thì là cũng được là hai chị Nguyệt Thúy là gửi cho hai ông cháu mình đi thôi. Vâng. Đấy, cho nên là khi mà đi ra ngoài như này này, ông đừng có nỡ là ông đừng có suy nghĩ rằng là để cho nó mới cả, hay là lúc nào mà đi đâu có dịp thì ông mới đeo cả, ông cứ đeo đi ông nhá. Vâng. Đấy là để bảo vệ chân cho ông, thì là ông lên trên rừng hay là lên trên núi hay là đi đâu ấy thì ông đeo thì nó mới bảo vệ được chân của ông được. Vâng. Đấy, còn bây giờ thì cháu cũng không phải, cháu đừng nói thêm một chút cô bác nhá. Ở cái thức phim trước thì cháu được nói là số tiền là còn dư ra 12 triệu đấy các bác. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là lúc đấy thì còn thêm là một số những cái phát sinh là nho nhỏ, ví dụ như là trả tiền của mìn là 200.000 này, và một thước là hai cái là 200.000, và mua thức ăn cùng đội thợ là 200.000, và trả tiền của bên điện lực là mất 740.000. Đấy, và mua thêm kéo nước. Đấy, những cái đồ này là phát sinh thêm, là với số tiền còn dư là 10.360.000. Thì cái khoản này thì hai chị Nguyệt Thúy tiếp tục sẽ bảo với cháu Đức sau các bác nhé. Bây giờ thì cháu Đức sẽ cùng ông là có thể là ở đây nấu cơm và đợi mấy anh em trên kia là kéo về là tới đâu rồi. Thưa các bác, hiện tại thì là dây điện đã kéo là tới nhà rồi các bác ạ. Vừa kéo tới nhà thì lại thời tiết là bắt đầu là hình như là có vẻ là đổ cơn mưa về rồi. Ra phía bên kia thì các bác nhìn thấy là bây giờ là mưa rất là nhiều. Hiện tại là các cô thì đang hộ ông sò để mà nấu cơm. Đấy, phía bên này thì chú Toán đang làm cái cung đoạn là cuối cùng nhất rồi các bác ạ. Hôm nay thời tiết nắng quá thì lại bảo nắng quá chú Toán nhỉ. Mà thời tiết hôm nay thì phải nói là rất là thất thường các bác ạ, lúc mưa lúc nắng. Đấy, nhưng mà các cô, các bác hàng xóm thì hầu như là lúc mà mưa ấy, ai cũng nghỉ ngơi một chút thôi, sợ rằng là hôm nay là không có kéo hết. Đấy, vì vậy là cố gắng để mà giúp đỡ cho hai ông cháu. Vì mất cả mất chim điện đó, nam cảm ơn. Nam cảm. Cái điện này thì bây giờ sẽ là nối tạm vào đây thôi các bác nhé. Để nối tạm vào đây là dùng ở phía bên ngoài đó. Còn sau khi mà sau này hoàn thiện vào trong nhà thì sẽ tiếp tục là chạy những cái đường điện vào trong nhà, nó sẽ nó sẽ gọn hơn. Hiện tại thì vẫn còn là hơi bừa bộn một chút. Đấy, để mà kéo được điện vào chỗ nhà của ông này thì phải nói là một cái khoảng thời gian mà cũng khá là lâu đúng không bác? Mua dây điện thì dễ dàng thôi, nhưng mà để mà kéo được điện về đây là cực kỳ là khó. Bởi vì là hai ông cháu là ở đây là
hầu như là xin những cái giấy tờ này rất là khó. Cái khu bên này thì là hiện tại đang là cái lán của mấy em thợ, thì có vẻ như là trên này đọng nước như kiểu thành một cái ao rồi ấy. Cá được rồi đấy. Đấy, ôi, này là nuôi ạ, nuôi cá được rồi đấy. Con 2 cân thả thoải mái. Mưa rồi, lại mưa rồi. Này là hiện tại là trên kia là vẫn chưa cắm điện xuống đâu chú nhỉ? Trên kia là chỉ cần ngắt cái cầu dao lên là được đúng không? Có vẻ hơi chặt phết chú nhỉ? Mưa thì hiện tại là mưa khá là nhiều rồi các bác này. Thời tiết hôm nay thì có vẻ như là lúc nắng lúc mưa đấy các bác. Hạt mưa rơi không có hạt nào mưa nhầm chỗ nhỉ? Đấy, may là cũng vừa mới kéo đến nhà đấy anh nhỉ. Chặt, nó chặt quá à chú. Phải nói là rất là may của bác ạ, vừa mới đến nhà là đổ một cái lượng mưa, phải nói là cực kỳ khủng khiếp của bác, lượng mưa này ấy. Đây hiện tại thì là ai ai cũng vào trong cái túp lều, cái lán của mấy em thợ là ngồi tránh mưa rồi. Ừ. Bây giờ thì có vẻ như là cái này hơi khó tháo một chút của bác này. Đấy thưa các bác, hiện tại thì là anh Phòng cũng đã cắm xong điện rồi các bác. Ở đây thì là có điện là xuống đây rồi. Bây giờ thì cháu được sẽ cắm thử cho các bác là xem là điện đã về tới nhà chưa các bác nhé. Đấy bây giờ, ấy. Đấy thưa các bác, bây giờ thì hiện tại là điện đã có ở nhà là hai ông cháu rồi các bác nhé. Điện hôm nay là một cái ngày mà phải nói là thời tiết không có ủng hộ để mà kéo điện một chút nào các bác ạ. Thời tiết hiện tại thì bây giờ là còn mưa khá là nhiều các bác này. Đâu đó là mưa độ tầm là 2 tiếng đồng hồ là chưa tạnh rồi. Lúc mà mấy anh em vừa mới kéo điện xong là trời là đổ mưa là đến bây giờ luôn. Hôm nay đi xuống cái nhà ông thì lại bắt thêm là 2 con gà của hai ông cháu rồi các bác ạ. Này là lá gì đây ạ? Anh rau răm đúng không? Thế là một tí là rau răm là trộn với lại là gà các bác nhé. Gà này thì là gà là ông tự nuôi cho nên là cái chất lượng thịt của nó rất là ngọt các bác ạ. Đây, bây giờ thì không ai là dám ra ngoài một chút nào cả, tại vì là mưa nhiều quá. Đấy là điện là về nhà có mừng không? Có à? Đấy, điện là bây giờ là đến nhà đấy ông nhỉ? Đấy, bây giờ thì tất cả những cái điện thì sẽ để gọi là tạm thôi các bác nhá. Độ tầm vâng, độ tầm là 1-2 tuần nữa thì khi mà ngôi nhà ổn định vào thì sẽ vào và vậy vào và chạy dây điện mọi cái cho nó gọn gàng đi. Ui bát đơn này đúng là bát đơn là thần thánh này các bác này. Chấm một lần là nhớ cả đời luôn. Có lẽ là cái video này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi các bác. Một ngày là cũng khá là mệt mỏi rồi. Đây dầm mưa này, dầm nắng này. Và lời cuối cùng thì xin được gửi một lời cảm ơn tới hai chị Nguyệt Thúy rất là nhiều. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào các bác các chị nhá. Chào tạm biệt các bà. Xin chào các bác.
Thưa bác, hiện tại thì trước mặt cháu Lực có một số mặt hàng được ông Sò lên trên rừng để khai thác về, thì cho phép cháu Lực được giới thiệu qua một chút cô bác nhá. Đây cô bác, ở trên tay cháu Lực là lá mắt gan rừng để được là ông Sò lên trên rừng để mà khai thác về. Và cái công dụng của lá mắt gan này thì là mắt gan này, lợi mật này, giảm độc này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt hơn, chứa viên gan, xơ gan, men gan cao và gan nghiêm mỡ cô bác. Cái cách dùng của nó thì mình dùng như thế nào không? Vâng, đất vào nước uống hàng ngày. Đun vào nước uống hàng ngày à? Vâng. Vừa rồi thì là ông cũng đun xác về một chút, thì là để cho Lực là cho tất cả các bác là cùng xem với các bác này. Cái sau khi mà xác nước xong thì là màu của nó là màu hơi đỏ đỏ một chút không nhỉ? Vâng. Này không? Uống thì cảm nhận là có hơi một chút là đắng đắng của bác ạ, nhưng mà rất là mát của bác ạ. Đấy, và ở phía trên tay của cháu Lực thì là mật ong rừng này các bác này. Cháu Lực mở cho các bác xem là cái chất lượng mật này các bác nhé. Các bác nghe, các bác cảm nhận nhé. Ủa ôi, gà rất là mạnh. Ông ơi, cháu xin mấy cốc kia nào. Cháu đổ ra cho các bác xem cái mật này. Mật thì là rất là đặc sánh các bác. Ủa, màu rất là đẹp này. Mật này thì là rất là thơm của bác ạ, mật đấy. Đấy, tất cả những cái mặt hàng mà cháu Lực đang ở trước mặt cháu Lực hiện tại, và cháu Lực bán hộ là ông Sò. Nếu như các bác quan tâm tới thì các bác là liên hệ cháu Lực qua cái số điện thoại là để trên màn hình, và cháu Lực tư vấn là kỹ hơn các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Ông có lời nào gửi cho các bác không? Các bác các chị từ khi ra lúc này đó mà uống bình nước và uống hàng ngày thôi, cái các chỉ liên quan đến đến thì nhưng mà ít thì gửi đi cho các chỉ các em các chỉ đừng nói rồi không biết nói nhiều. Xin cảm ơn các chỉ các bác, xin cảm ơn.